Cũng như thường ngày, mỗi sáng bà Tư đều phụ ông Tư trộn thức ăn và đi vớt bọt ao tôm của nhà mình. Khi công việc vừa xong thì bà Tư tranh thủ đi chợ để chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nhà. Một tay cầm cái giỏ nhựa màu đỏ lên, tay kia đập phẹp phẹp cho sạch cái nón lá trên vách nhà đội lên đầu thì nghe cái giọng ý ới của bà Tám, ao nuôi nhà bên, gọi với qua bờ rào. Giọng có vẻ nghe rất nghiêm trọng và vội vã. Chị Tư có đó không chị Tư ơi? Tôi đây. Đang tính đi chợ nấu cơm cho cha con ông Tư. Có chuyện gì không vậy chị Tám? Bà Tám hớt hải chạy vòng bờ rào, chạy qua đường trước cửa phi sang hỏi. Ao của tôi nay đống đen quá chừng chị Tư ơi. Tôm được 40 con một cân rồi, mà nó bị vậy làm sao bây giờ hả chị? Thường nói người ta kêu tôm bị đống đen là phải khấu hao phần trăm chị ạ, mà còn phải trừ giá tiền nữa. Bị đống đen giá bán thấp hơn giá mặt bằng, chung ít gì cũng phải vài triệu một tấn. Hay, nuôi được ao tôm đã vất vả trăm bề rồi, giờ đến miệng ăn rồi mà lại thế này, còn gì mà lời với lai nữa. Chị cứ bình tĩnh đã, ngồi nghe tôi nói đây này. Mấy hôm trước, ao nuôi nhà tôi cũng bị y như vậy, nhưng mà cái gì cũng có cách giải quyết hết. Làm như thế nào hả chị? Chưa từ sáng đến giờ nhìn đàn tôm mà tôi sốt ruột quá. Vậy chị có biết nguyên nhân làm sao mà tôm chị bị như vậy không? Là do đâu vậy chị? Để tôi nói cho này. Nguyên nhân là do vi khuẩn có hại trong ao tôm tăng cao gây ra. Khi môi trường kiềm thấp và pH không ổn định, chu kỳ lột xác kéo dài, tôm lột chậm, lột lâu và cứng vỏ. Những loài vi khuẩn này tiết ra các chất có khả năng ăn mòn lớp vỏ keratin của tôm, rồi nấm và các tác nhân khác tấn công vào vết thương. Sau khi lành lại gây những vết đốm đen trên vỏ tôm, chúng thường phát triển mạnh ở các ao có tình trạng hàm lượng oxy hòa tan trong nước thấp và hàm lượng NO2 cao. Bà Tám nghe xong như vỡ lẽ ra điều gì đó. À, thế đúng rồi chị Tư ơi. Mấy hôm nay ao tôm lượng ăn giảm hẳn, nước ao cũng không được đẹp nữa. Do tôi chủ quan quá nên để dẫn tình trạng như này. Đúng rồi đấy. Đấy là những dấu hiệu đầu tiên đó bà. Ban đầu ấy, tôm sẽ xuất hiện nhiều đốm đen li ti trên thân tôm. Có thể xuất hiện những tổn thương phụ như sâu đuôi, cụt râu. Đối với những trường hợp bị nặng, ruột sẽ rỗng, gan nhợt nhạt, bề mặt tôm bị đen và có mùi hôi. Thế giờ phải điều trị như thế nào hả chị Tư? Chị chỉ tôi với. Giờ phương pháp điều trị là kết hợp nội ứng ngoại hợp. Ngoại hợp là dùng các chất xử lý nước như là thuốc diệt khuẩn, kết hợp khoáng tạt để kích lột. Nội ứng là trộn thức ăn bằng các loại khoáng chất hữu cơ chứa SE và vitamin B tổng hợp, vitamin D3, vừa tác động sâu bên trong, vừa tái tạo mạnh bề mặt lớp vỏ bị tổn thương ngay vị trí đốm đen mới lột xác, giúp mau chữa lành vết thương hơn. Chị giải thích rõ giúp tôi được không? Tức là giờ chị phải diệt khuẩn ao nuôi đi, để không cho vi khuẩn có hại phát triển. Tiếp theo là chị đánh lại vi sinh để tạo lại hệ đệm cho nước. Sau đó khi cho ăn kết hợp thêm khoáng để tái tạo lại lớp vỏ đã bị tổn thương, tốc độ cứng vỏ của tôm phải nhanh thì vi khuẩn mới không kịp tấn công được. Ôi chị Tư nói hay quá, chị nói như chuyên gia vậy đó. Trời, cái này là tôi được anh kỹ thuật của công ty khoa học Việt Đức hướng dẫn cho đấy chị Tám ạ. Nhờ đó mà tôi mới biết cách chỉ cho chị. Chứ nuôi tôm ngoài việc sát sao ao nuôi, mình cũng nên phải học hỏi nhiều kiến thức nữa bà. Công ty khoa học Việt Đức có cả kênh YouTube chuyên về nuôi tôm nữa. Ở đó người ta chia sẻ các vấn đề về nuôi tôm như thế nào là khoa học đó bà. Các sản phẩm tôi dùng ấy đều là của công ty khoa học Việt Đức đấy. Đâu, chị chỉ tôi xem nào. Đây, chị vào YouTube gõ khoa học Việt Đức là ra nha. Tôi thấy rồi, nhiều quá chị nhỏ. Về nhà thời gian rảnh tôi phải xem hết mới được. Tôi cảm ơn chị Tư nhá. Giờ về tôi phải xử lý ao nuôi của tôi mới được. À, không có gì đâu, giờ thì tôi cũng phải đi chợ nấu cơm cho cha con nhà ông đi đây. Khi khác tôi lại nói chuyện với chị sau nha. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.